Bộ dàn karaoke mà em chuẩn bị giới thiệu cho các bác ngay sau đây là một bộ dàn dành cho các bác và anh em mà những người mà khó tính, tức là yêu cầu một âm thanh cực kỳ sắc nét, chi tiết và rất ngọt ngào nữa. Và chưa hết, âm thanh hay tôi chưa đủ thì một bộ dàn karaoke ngày hôm nay đáp ứng chúng ta những tiêu chí khác biệt nữa, đó là thiết kế rất đẹp. Và đây là một đô la độc đáo nhất tại thị trường Việt Nam, và đến thời điểm hiện tại là Hoàng Long chúng em rất vinh dự là một đơn vị phân phối độc quyền. Đây là một cái mẫu loa DX2 sang trọng mà em đã giới thiệu rất nhiều ở trên các kênh của chúng em đấy. Thì với đô la này không phải là lần đầu tiên em giới thiệu, mà đã giới thiệu cách đây rất nhiều năm và rất nhiều người đã chơi và sử dụng. Tuy nhiên nó bận quá bây giờ mới giới thiệu lại cho các bác. Và giới thiệu sơ qua các bác gồm bộ này cũng là một combo đầy đủ gồm 4 thiết bị luôn. Một cục đẩy liên vang cùng một hãng của đô la DX5, một bộ mic không dây cũng cùng hãng. Và một trên hết một chiếc loa siêu trầm T9i cũng đồng bộ luôn. Và tổng thể bộ dàn karaoke ngày hôm nay thì nó sẽ chỉ còn 4 thiết bị thôi. Tuy là 4 thiết bị nhưng mà nó đạt đến trình độ là đạt âm thanh cao cấp như là dòng high-end rồi. Tức là chúng ta có thể nghe nhạc và thưởng thức karaoke kết hợp 2 trong 1 luôn. Và đây cũng là bộ dàn của anh Phúc ở Gia Lộc, Hải Dương. Rất là cảm ơn anh Phúc. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một các bác nhé. Đầu tiên là với đô la DX2. Model DX2 thì có thiết kế dạng loa cây như các bác thường thấy. Và thân thùng thì rất là hẹp. Nhưng chưa hết, nó không chỉ có tương lai loa đâu mà nó còn bên cạnh nó một cái loa bát 25 nữa các bác nhé. Bát 25 đây. Thì cái nó cho cái giải siêu trầm rất sâu, rất dày và đánh cảm giác rất là hưng phấn. Rồi chưa hết, một cái giải loa chung cho cái trung âm sáng nét lách cách len keng, đó là sử dụng công nghệ column. Và màng thì được sử dụng là màng kim loại, gân là gân cao su cho cái độ bền rất tốt và cũng như cho âm thanh đánh rất chính xác. Ở giữa đây thì có một cái loa chép dôm nữa và được bao bọc bên ngoài, đó là những cái kiềng kim loại như này để làm cho cái đô la trên phần nổi bật hơn, sang trọng hơn. Và chưa hết đâu, cái đỉnh điểm của công nghệ của cái đô la DX2 này thì đó chính là cái chép mảnh bên trên này. Đây là một trong những dòng chép rất đắt đỏ, thiết kế rất đắt đỏ, hay chúng ta gọi là chép điện ấy. Tuy nhiên thì nó được đặt ngay bên trên để cho cái âm thanh nó phủ rộng 360 độ và nó đánh vô, đánh đa hướng. Tức là dù chúng ta có thể nghe ở trước, nghe ở bên cạnh, nghe ở sau thì âm thanh chép nó vẫn rất là lung linh, sống động. Và với một cái thiết kế rất nổi bật đúng không ạ? Một cái màu đen, sơn đen piano, đen bóng đến mức độ có thể soi gương được luôn. Không có một cái tì vết nào. Cho tới cái màu cạnh, bên cạnh đây thì nó là màu gỗ. Và vân gỗ là gỗ tự nhiên luôn, gỗ nguyên khối các bác nhé. Thùng vách cực kỳ chắc chắn. Và với cái thiết kế của phiên bản DX2 là một trong cái thiết kế nó rất là vuông vức. Thì chúng ta có thể thấy các cái đường nét nó được bo cho một cách gọi là rất nam tính. Và cái chi tiết gia công cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ. Và đến mức độ mà nó hoàn hảo mà không có một cái điểm trừ gì luôn. Chúng ta không thể tìm thấy một cái vết lỗi lầm gì ở trên cái phiên bản DX2 này. Và toàn bộ là cái giải âm thanh nó đánh rất rộng. Từ giải siêu trầm là 35Hz cho tới giải siêu chép là 40kHz. Nên là với những âm thanh của DX2 đánh ra thì cho cái âm thanh rất sắc nét, rất chi tiết và rất ngọt ngào. Và nó đạt đến trình độ gọi là trong veo, tĩnh lặng, để chúng ta có thể thưởng thức đến rõ nét từng cái nốt nhạc, từng cái tiếng nhạc cụ, những bộ gõ một cách rất chính xác luôn. Và đây cũng là một đô la chúng em rất tâm đắc trong nhiều năm vừa qua. Tất nhiên nó là một phân khúc cao cấp nên nó sẽ không dành cho những phân khúc cho những cái các bác có điều kiện tài chính eo hẹp. Đến đây là những đô la có cái giá trị cao và nó xuất đi cho những thị trường châu Âu rất khó tính. Với thị trường châu Âu thì đang có đô la để có mức giá khoảng tầm hơn 3.000 đô, nó tương đương khoảng tầm 80 mấy triệu đấy. Nếu cả thuế phí vào đấy. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Hoàng Long chúng em rất may mắn vì được là phân phối đại quyền, độc quyền tại Việt Nam, và với mức giá chúng em nhập số lượng lớn thì rất yêu thương. Đến thời điểm hiện tại đô la này chỉ có 27 triệu đồng. Và rất nhiều người đã chơi cho em cảm nhận là riêng đô la 27 triệu đồng này nó hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí nó còn vượt xa cả những cái giá trị mà chúng ta nhận được nữa. Và nói về kỹ thuật thì một số cái thông số kỹ thuật để chúng ta cùng tham khảo. Đô la này thì thiết kế rất đặc biệt, đó là nó có thiết kế chế độ đánh tách cầu. Dường như là những dòng loa